Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 20 tháng 11 năm 2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu ổn định. Tôm thẻ size 20 con giá 248.000 đồng 1 kg. Size 25 con giá 195.000 đồng 1 kg. Size 30 con giá 168.000 đồng. Size 40 con 147.000 đồng 1 kg. Size 50 con giá 134.000 đồng. Size 60 con 124.000 đồng 1 kg. Size 70 con giá 119.000 đồng. Size 80 con giá 113.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 100.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm thuốc thủy sản rất được ưa chuộng hiện nay của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nano hợp nhất APA. Sản phẩm APA GAN NUMBER 1 giúp giải độc gan hiệu quả, giúp tôm, cá có gan tụy khỏe mạnh. Về thông tin và hướng dẫn sử dụng, mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm ở liên kết bên dưới. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay, mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.